Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 8, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 năm 2023. Hội thi dành cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở và đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối. Nội dung thi gồm những vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng của bí thư chi bộ, những vấn đề được quy định trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, quy định số 24 và các hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ đảng, quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho cán bộ đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và đảng viên.